Chiều 30 tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ tư phiên xét xử ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng 6 bị cáo khác trong vụ án thao túng cho công ty Nhật Cường trúng thầu xảy ra vào năm 2016. Trước khi bước vào nghị án, hội đồng xét xử cho phép các bị cáo nói lời sau cùng. Được nói đầu tiên, bị cáo Nguyễn Văn Tứ, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, gửi lời cảm ơn tới các cơ quan tố tụng và hội đồng xét xử đã thấu hiểu thực chất các lý do bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Trước tòa, ông Tứ gửi lời khuyên đến các cán bộ của thành phố Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung, cần bản lĩnh, kiên định vượt qua mọi áp lực công việc để đưa ra các quyết định đúng đắn, không vi phạm các quy định pháp luật. Ngoài ra, bị cáo Tứ mong hội đồng xét xử cho bản thân và các đồng nghiệp là bị cáo trong vụ án được hưởng khoan hồng, bởi những bị cáo cấp dưới đều là người rất mẫn cán, tuyệt đối không vụ lợi. Liên quan đến ông Chung, bị cáo Tứ cho rằng trong quá trình xét xử, bị cáo đã khai tuyệt đối trung thực, không làm xấu tình hình của bị cáo Chung. Nói lời sau cùng, ông Nguyễn Đức Chung gửi lời cảm ơn Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã giải trình một số nội dung mà bị cáo thắc mắc. Cảm ơn đến trại tạm giam B14 Bộ Công an đã quan tâm đến sinh hoạt, ăn uống, khám chữa bệnh trong thời gian vừa qua. Cảm ơn hội đồng xét xử đã cho bị cáo được trình bày tại phiên tòa. Ông Chung mong hội đồng xét xử xem xét, đánh giá khách quan, toàn diện những tình tiết phát sinh mới tại phiên tòa để giảm nhẹ hình phạt và được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ông Chung cho biết trong thời gian trước, ông đã hai lần đi mổ ung thư và vẫn duy trì khám chữa. Đến nay, vẫn có dấu hiệu tái phát, mong hội đồng xét xử tạo điều kiện để có thể đi điều trị. Ngoài ra, ông còn hai bố mẹ già gần 100 tuổi, mong hội đồng xét xử khoan hồng để sớm đoàn tụ với gia đình. Được nói lời sau cùng, các bị cáo khác cũng gửi lời cảm ơn đến hội đồng xét xử, đồng thời mong được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để hưởng mức án thấp nhất, sớm trở về với gia đình, xã hội. Chủ tòa Vũ Quang Huy tuyên bố nghị án và thông tin 14 giờ 30 phút chiều ngày 31 tháng 12 sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến cuối năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội làm chủ đầu tư thực hiện hai gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016-2017, được ký kết với liên danh Nhật Cường, Đông Kinh, gồm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải pháp Phần mềm Nhật Cường và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Đông Kinh. Quá trình tổ chức thực hiện hai gói thầu, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho liên danh Nhật Cường, Đông Kinh trúng cả hai gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 26,5 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, Bùi Quang Huy, cựu tổng giám đốc công ty Nhật Cường, hiện bỏ trốn, đã hai lần gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung qua địa chỉ chunghinhsu@gmail.com, đề xuất cho dừng tất cả gói thầu số hóa ở thành phố để giao cho công ty Nhật Cường thực hiện. Sau đó, ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đình chỉ dừng thực hiện gói thầu số hóa năm 2016 trái quy định pháp luật để tạo điều kiện cho liên danh Nhật Cường, Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực đấu thầu và trúng thầu.